Coi rằng mỗi chấm nhỏ này là một ngôi sao thì ở đây có khoảng tổng cộng 5.500 ngôi sao. Đây là thành quả của 2 năm nghiên cứu và khoảng 10.000 giờ làm việc. Xin chào mọi người, nhắc tới thế giới xe siêu sang thì có vô vàn thứ để nói. Và nhờ tín hiệu vũ trụ thì hiện tại mình đang có mặt tại Singapore và đứng ngay cạnh mình đây là mẫu siêu sang thuần điện đầu tiên của Rolls-Royce. Xin giới thiệu Rolls-Royce Spectre. Trong video này chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết. Mình là Ti Anh và chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube AutoPro. Để bắt đầu, mình nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cho nội dung chính, trả lời cho câu hỏi. Với những khách hàng có tài chính ngoại hạng thì lý do gì để họ lựa chọn mua một mẫu siêu sang như Rolls-Royce Spectre nhưng lại chạy động cơ điện, trong khi vấn đề về chi phí vận hành không phải là mối bận tâm? Ban đầu tiên mình cũng nghĩ như vậy, cho đến khi mà mình bắt đầu tìm hiểu những thông tin về mẫu xe này và mình nhận ra Spectre cũng có rất nhiều điểm hay. Thay vì nếu như nhìn phần ngoại hình, các bạn nghĩ rằng đây sẽ là một phiên bản thuần điện của Rolls-Royce Wraith hay là Phantom Coupe, Ultra Luxury Electric Super Coupe, có nghĩa là một mẫu coupe thuần điện siêu sang. Mình muốn nhấn mạnh ở đây là siêu sang, và cũng đã được hãng đảm bảo rằng không có thứ gì xa xỉ hơn so với nội thất bên trong của mẫu xe này. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau xem. Nhưng vừa rồi thì nghe nó có dài không ạ? Dài, nhưng mà về chiều dài của mẫu xe này thì nó có đấy. Mình cũng muốn các bạn nhìn sang phần thân đây. Sự kiện thì nó cũng hơi đông nên là rất mong các bạn thông cảm về chất lượng hình ảnh. Chiều dài của Rolls-Royce Spectre thì dài khoảng 5,5 m. Và để các bạn có thể dễ hình dung thì những mẫu xe 16 chỗ tại thị trường Việt Nam sẽ có chiều dài khoảng 5,7 m. Đó. Lại một lần nữa nhé, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi sâu một chút về thiết kế đi. Về thiết kế của mẫu xe này thì ban đầu tiên là mình cũng phải nhìn ảnh đã. Và mình nghĩ rằng mình sẽ có nhiều thứ để nói cho tới khi mà mình nhìn thực tế. Tự nhiên ngôn từ nó hơi bị lạc một chút, nhưng phải thật sự nói với các bạn rằng xuất sắc, thiết kế rất xuất sắc. Nó vẫn có những chi tiết rất kinh điển của Rolls-Royce, từ lưới tản nhiệt về cụm đèn chính. Tuy nhiên, để đây là một mẫu xe thuần điện nên cũng sẽ có những tinh chỉnh nhất định để phù hợp với cấu hình của nó. Ví dụ như là lưới tản nhiệt đã được thay đổi ở góc, hay là thậm chí là logo thiếu phụ bay Spirit of Ecstasy. Tất cả những chi tiết này đều được thay đổi. Và nếu như các bạn không biết thì logo thiếu phụ bay này đã xuất hiện khoảng hơn 100 năm. Đã có lúc thì nó đứng thẳng, đã có lúc thì lại nghiêng. Và với Spectre thì đây là góc nghiêng lớn nhất từ trước tới nay. Tất cả những chi tiết này thì đều được thay đổi góc nghiêng để giúp cho mẫu xe này có tính khí động học cao nhất. Và hệ số cản gió của mẫu xe này là 0,25 CD. Đây là hệ số cản gió tốt nhất trong các mẫu xe của Rolls-Royce. Đó là một chi tiết mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Spectre là bóng ma, và để bóng ma này trở nên tỏa sáng ở trong bóng tối thì ngoài phần mặt lưới tản nhiệt được mở rộng hơn, được làm bằng thép không gỉ đánh bóng, thì còn được tô điểm bởi 22 cụm đèn được giấu một cách kín đáo ở phía trên. Rất hay đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau nhìn sang phần thân đi. Về phần thân của chiếc xe, ngoài chiều dài mình đã chia sẻ với các bạn rất dài, thì riêng chiều dài cơ sở của mẫu xe này thôi, chiều dài cơ sở là tính từ bánh trước cho tới bánh sau, cũng có kích thước là 3.250 mm. Để các bạn lại một lần nữa dễ dàng so sánh và hình dung thì một chiếc VinFast Fadil cả xe mới dài khoảng 3,6 m mà thôi. Đó. Còn điểm gì thú vị nữa khi chúng ta nhìn ở phần thân? Các bạn hãy nhìn sang bộ mâm ở đây. Bộ mâm có kích thước 23 inch. Đây là bộ mâm có kích thước lớn nhất trong lịch sử khoảng 100 năm của Rolls-Royce với một mẫu xe coupe 23 inch. Còn chi tiết nào nữa nhỉ? Mở lại cánh cửa ở đây. Có thể là do ánh sáng nên các bạn nhìn chưa kỹ, nhưng đây, tất cả những chi tiết này. Nhắc tới nội thất của Rolls-Royce thì các bạn nhớ tới điều gì ạ? Với bản thân mình, đó chính là bầu trời sao. Và điều này thì bây giờ đã hiện diện trên cánh cửa của Spectre. 4.800 ngôi sao, khoảng gần 4.800 ngôi sao. Lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau vào bên trong. Và để kết thúc một vòng ngoại thất thì mình nghĩ rằng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn xuống phần đuôi. Đây là phần đuôi của Rolls-Royce Spectre. Ngoài thiết kế kiểu dáng fastback coupe rất đặc trưng thì đây, cụm đèn hậu bây giờ được đặt dọc và trong suốt. Đây là một chi tiết mà mình nghĩ rằng khách hàng hoàn toàn có thể cá nhân hóa. Tất nhiên là cụm đèn chính vẫn phải giữ lại màu đỏ, nhưng những chi tiết xung quanh đều có thể thay đổi màu. Và đây là cụm đèn hậu được đặt trên thân xe lớn nhất của Rolls-Royce từ trước tới nay. Mình nghĩ rằng bây giờ thì cũng đã khá đủ và chúng ta sẽ cùng nhau bước vào bên trong nội thất. Bước vào bên trong nội thất, quả nhiên có rất nhiều sự choáng ngợp ở đây và mình chưa biết là nên bắt đầu từ đâu. Nên là có lẽ chúng ta sẽ bắt đầu từ điểm hay nhé. Điểm hay đầu tiên các bạn có thể thấy ở đây là bảng phát quang với dòng chữ Spectre. Nếu như các bạn coi rằng mỗi chấm nhỏ này là một ngôi sao thì ở đây có khoảng tổng cộng 5.500 ngôi sao. Đây là thành quả của 2 năm nghiên cứu và khoảng 10.000 giờ làm việc. Và tiếp theo thì tất nhiên là khách hàng của Rolls-Royce thì họ hoàn toàn có thể thay đổi được nhiều thứ. Ví dụ như là cụm đồng hồ đây có thể thay được, hay đơn giản nhất là thay đổi mặt của kim đồng hồ. Đó. Tiếp theo nữa nào, chiếc ghế ở đây, chiếc ghế, toàn bộ ghế phía trước thì đều được thiết kế mới và được lấy cảm hứng từ phong cách may đo Anh Quốc. Nghĩa là gì? Phần ve áo của chúng ta thì các bạn biết rồi đấy, chúng ta có thể thay đổi theo màu sắc, khác màu hoặc là cùng màu với chủ thể. Thì chiếc ghế này cũng vậy, khách hàng của Rolls-Royce họ hoàn toàn có thể tùy biến được tất cả các đường chỉ thêu này, khâu làm sao cho phù hợp nhất với cả sở thích của khách hàng. Còn lại thì ở bên trong nội thất vẫn những chi tiết rất quen thuộc như là màn hình giải trí trung tâm rồi đồng hồ sau vô lăng. Nhưng mà đồng hồ sau vô lăng bây giờ thì thay vì là kiểu analog truyền thống thì nó là đồng hồ điện tử, nhưng về cách thiết kế thì nó vẫn là tạo ra kiểu 3 đồng hồ vòng tròn một cách cổ điển. Không biết các bạn có để ý không ạ, nhưng mà vị trí ngồi của mình, về tư thế ngồi của mình thì rõ ràng là mình vẫn ngồi ở vị trí thấp, trong khi ở dưới sàn xe là một khối pin nặng khoảng 700 kg. Nó không bị ngồi cao lên giống như những mẫu xe thuần điện khác. Có được điều này là nhờ nền tảng khung gầm Architecture of Luxury. Nền tảng này là độc quyền của Rolls-Royce và tất cả các mẫu xe như là Rolls-Royce Cullinan, Ghost, Phantom, Wraith thì họ đều sử dụng nền tảng khung gầm này, nhưng mà nó có thể tùy biến được. Và nếu như các bạn chưa biết thì nền tảng khung gầm này ngay từ ban đầu nó đã phù hợp để làm một mẫu xe điện, nhưng mà phải tới khoảng 120 năm sau, tức là thời điểm hiện tại thì nó mới phù hợp nhất với một chiếc Spectre. Tiếp tới nữa thì nền tảng khung gầm này là kết cấu bằng nhôm. Thế nên về độ cứng của Spectre thì nó sẽ cứng hơn 30% so với các anh em khác cùng nhà. Và đây cũng là một điểm đặc biệt bởi vì tất cả các sản phẩm từ thế hệ mới của Rolls-Royce sẽ đều sử dụng nền tảng khung gầm này, bắt đầu từ Ghost. Quay trở lại nhé, nhờ lợi ích của nền tảng khung gầm Architecture of Luxury, thế nên các kỹ sư họ hoàn toàn có thể tùy biến sàn xe ở vị trí lưng chừng cánh cửa thay vì là đặt nhô cao lên, giống như là nhiều mẫu xe thuần điện phổ thông. Đó là một điểm đặc biệt. Giai đoạn thử nghiệm của Spectre cũng là một điểm thú vị khi mẫu xe này đã được đưa đến những điều kiện khắc nghiệt nhất. Ví dụ như là ở Bắc Cực cách Thụy Điển khoảng 55 km với nhiệt độ âm 40 độ C cho tới những vùng của Nam Phi với nhiệt độ lên đến 55 độ C. Và quá trình này đã giúp cho Spectre có thể lăn bánh khoảng 2,5 triệu km. Tất nhiên là bao gồm điều kiện ở trong thử nghiệm hay là vì thực tế nữa. Một điểm hay nữa mình cũng thấy trên Spectre đó là về hệ thống treo kết hợp với hệ thống Planner System. Planner System các bạn có thể hiểu nôm na nó giống như là một hệ thống bao gồm những tính năng cơ học đã được tích hợp sẵn phục vụ cho người lái khi mà tiếp xúc với mặt đường. Ví dụ nhé, có thể tính toán góc cua ở phía trước thông qua 18 cảm biến giám sát và từ đó thì sẽ đưa ra các tín hiệu về phanh cũng như là về hệ thống treo, và tất cả những điều này một lần nữa giúp cho chiếc Rolls-Royce Spectre có thể hoạt động một cách êm ái nhất. Bây giờ nói về động cơ nhé. Động cơ của Rolls-Royce Spectre thì được trang bị 2 motor điện, gồm có motor ở phía trước có sức mạnh 255 mã lực, 365 Nm mô men xoắn, và motor thứ hai ở phía đằng sau thì sẽ có công suất cực đại đạt 483 mã lực, 710 Nm mô men xoắn. Khi kết hợp lại, Rolls-Royce Spectre sẽ có tổng công suất tương đương với một mẫu xe chạy xăng có sức mạnh 584 mã lực, 900 Nm mô men xoắn. Và điều này thì giúp cho Rolls-Royce Spectre có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong vòng 4,5 giây, mặc dù đây là một mẫu xe nặng 3 tấn. Rất hoành tráng đúng không ạ? Và quãng đường đi được sau một lần sạc đầy của mẫu xe này sẽ rơi vào khoảng tầm 520 km. Mình nghĩ rằng một điểm thú vị cuối cùng nữa đó là về mức giá của Rolls-Royce Spectre. Các bạn đoán bao nhiêu ạ? Mức giá khởi điểm tại Việt Nam, mức giá chính hãng là 17.990.500.000 đồng, đã bao gồm VAT. Và vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau khám phá rất nhanh về Rolls-Royce Spectre tại Singapore. Các bạn thấy sao về mẫu xe này? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.